Người nhà lễ vật để thế nào đây? Chào cô trong nhà, để cho nó mát mẻ một chút. Chúng ta đứng ngoài sân thì nắng quá. Trong hai họ, kính thưa các bạn trẻ thân mến, để sơ qua chương trình lễ vô quy của cháu Trang và cháu Bản, vì đại diện họ gái tâm dâng về mẹ được tung hô, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời vị đại diện họ trai trình bày nghi thức lễ vô quy hôm nay cho hai cháu. Xin kính mời vị đại diện. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa ông bà, ông chủ hôn, bà cụ, bài tôi xin có lời chào quý họ nhà gái, nói chung cả tám họ một lời chào khả kính khả ái. Kính thưa quý vị họ gái, hôm nay ơn chúa thương ông bà sinh được một người cháu gái đến tuổi khôn lớn. Bên họ trai chúng tôi được một người cháu giai đến tuổi trưởng thành. Cháu đã được đẹp duyên cùng nhau, trong sự tốt lành trước nhan thánh chúa, cũng như mọi người đã cầu nguyện cho cháu trong ngày lễ hôn nhân của cháu ngày hôm qua. Nhận hai cháu lên thành gia thất. Trong việc hôn nhân của hai cháu là sự xếp đặt của ơn trên tốt đẹp, dâng lên Chúa và Đức Mẹ để chứng kiến cho hai cháu những sự mà cha mẹ. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được kính mời vị đại diện họ gái để đáp lời. Kính thưa, kính thưa cha bác và họ trai, kính thưa vị đại diện của họ trai, con được đại diện cho họ gái để đáp lễ và nói lên ngày vui của hai gia đình chúng con hôm nay. Đây là một tập tục của tiền nhân để lại, và bao nhiêu những sự sắp xếp từ khởi sự đến hôm nay đã được hai cha mẹ đôi bên làm tròn nghĩa vụ đối với con cái. Hôm nay họ gái chúng tôi được sự nhã ý của ông bà ở đây để đến chứng quả và cùng với quý họ bên trai đưa và đón, và đồng thời chúng tôi nhận thấy lễ vật của họ trai có câu và có riêng họ trao để lại từ lâu. Chúng tôi xin kính mời họ trai hướng về hai cháu trong mấy phút đồng hồ nữa. Đó là một tập tục của tiền nhân để lại còn đến hôm nay, và hai cháu đã được thành một gia đình trong một giây lát nữa. Và cháu bước ra tiến đến bàn thờ. Trọng kính các bậc ông bà cha bác, kính thưa quý vị trong hai họ, chúng con xin phép được thắp lên những nén hương này để thân đưa cùng tiên tổ và thân bằng quyến thuộc. Gia đình chúng con trọng nghĩ nước có nguồn, cây có cội, con người có tổ tiên,
Kính thưa tiên tổ và thân bằng quyến thuộc, hôm nay đây đầy sự vui mừng và hãnh diện theo truyền thống tổ tiên truyền lại. Nhưng nó cũng mang nặng tính cách thiêng liêng như một dịp lễ. Trong tinh thần Kitô giáo, chúng con nhận thấy có bổn phận dâng kinh nguyện, dâng thánh lễ, nhớ ơn tổ tiên sinh thành dưỡng dục, để rồi con cháu chúng con được xuất gia tẩm phu. Thì nén hương này tuy chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng tự bản chất thơm tho và làn khói tỏa lên, diễn tả và đạo đạt lên Thiên Chúa Uy Linh, lời nguyện tự đáy lòng của hai người con yêu dấu của hai gia đình chúng con. Và cái thương xót xin thương đến ông bà tổ tiên chúng con đã qua đời, mà giờ này chúng con tưởng nhớ. Tạo nên trầm hương, sư chú đã nhầm lễ tế hương trầm, do các thượng tế hiến dâng trong đền thờ Jerusalem. Và ngay cả nơi hang đã thấp hèn, mà con chưa đã chịu làm nơi giang trần, thì nay xin chưa nhận lấy hương nhang này, qua sự bầu cử của tiên tổ và thân quyến chúng con, dâng lên chưa, để cầu bầu cho con chưa, chúng trong ngày trong đáy này, được đầy hạnh phúc và vinh quang, nhờ Đức Kitô chưa chúng con. Amen. Chúng tôi cũng xin mời bà mẹ của cháu ta cho trọn đạo. Dâu Thảo vợ hiền, cũng như lời mẹ dặn thì mẹ vui lắm rồi. Nó có mấy lời muốn nói với con. Trang nó về lạ nơi lạ chỗ, chị vợ chồng con không có điều chi thì con dạy bảo với nó ăn ở cho trọn đạo. Vợ hiền, con thương yêu nó. Mấy lời má dặn con nhớ, má cũng đang như lời đó thôi. Má cũng cầu xin Thiên Chúa và mẹ Maria ban phước lành cho hai con, cầu chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Chúng con hai cháu Trang về làm dâu gia đình bà, hai cha con tôi chờ bà dạy dỗ dùng. Có điều chi sơ sót thôi, xin bà bỏ qua cho cháu. Phép hai họ, cháu xin nhận lấy cháu. Tôi tin rằng mà con cái trong gia đình cháu cũng thật là bỡ ngỡ, cháu không nói gì nữa. Cháu xin là thưa có mấy nhiều sợ. Để xin mở khay trầu. Trong khay trầu có một bao thơ. Chắc hẳn bao thơ này ông bà chủ dung đã nghĩ đến. Từng người một đến mỗi bàn là hai cháu đưa một đĩa thôi, tự chân vậy các cụ cũng tha lỗi rồi. Bây giờ đi từng người một để thấy nó nôn nao quá đi. Để tiếp tục chương trình. Và họ máu chúng tôi thì thật ra cũng đối với ở Việt Nam cũng nghèo, thì quy lại đây ở cha bác tặng cho hai cháu thì chỉ có một đôi gà thôi. Thì đôi gà này thì hai cháu đưa về nuôi cho nó lớn, thì xin lúa xin gạo của cha mẹ đó, nó ăn sau rồi là qua một năm thì chắc là mua đôi heo xong. Chúng con xin kính mời các tổng phu, xin Đức Mẹ ban ơn lành cho con cái chúng con trước khi ra đi khỏi gia đình chúng con. Chúng con sẽ dâng lên lời nguyện bằng một kinh lạy cha. Nhân linh quý ông bà cha bác, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình về nhà họ trai. Thì bây giờ xin mời chúng ta chỉ một con.
Tống đi các bác ơi. Tống đi tới, vừa tống đi.